Chương 1: Gặp gỡ ở công viên giải trí. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cao Ngọc Nhã thư 16T nó. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, tinh nghịch, rất thích ăn kem và bánh táo. Nguyễn Hoàng Duy anh 16T hắn. Tính cách khá trẻ con và đặc biệt là rất thích ăn kem, giống chị thư nhà ta á, Trần Kiều Linh nhi 16T. Là bạn thân của nó, tính cách trẻ con, Dương Đình Đình 16T là bạn thân của nó, tính cách sáng nắng chiều mưa, kiều ngọc mai châm 16T. Là bạn thân của nó, siêu siêu trẻ con, trương bảo lộc 16T. Là bạn thân của hắn, tính cách ham chơi, hành động luôn đi trước cái đầu, nói chung cậu này cũng rất trẻ con, ngoại trừ một số trường hợp, sẽ bật mí trong chuyện sau nhé, võ quốc huy 16T là bạn thân của hắn, tính cách thông minh, nhanh nhẹn, khi nó và hắn gặp vấn đề thì anh này luôn là người giải quyết đầu tiên, suy nghĩ thấu đáo và luôn giúp đỡ nó, Vũ Anh Tú 16T. Bạn thân của hắn, hơi trẻ con nhưng không phải về mặt tinh thần, đôi khi nghiêm túc đến đáng sợ, Cao Bảo Nam 18T. Anh trai của nó, rất thương em gái, vui tính, luôn muốn làm cho em mình được vui vẻ, hiện đang du học tại Pháp, Cao Hoàng Duy 15T em trai của nó, cũng siêu đẹp trai, rất thương chị gái, luôn đi theo bên chương hai. Hai người đó giống nhau nhỉ? Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hai người nhìn nhau, đắm đuối, đến khi tiếng của cô bán kem vang lên. À xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một kem hương sô-cô-la thôi ạ. À. Cô bán kem nở một nụ cười tươi nhất có thể lúc này thì nó và hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay qua nhìn cô bán kem chằm chằm cô bán kem đổ mồ hôi hột với hai người này nhìn cô bán kem xong hai người lại quay sang nhìn nhau với đôi mắt rực lửa biết nói cái này là của tôi cũng chính vì vậy mà tại quầy kem được đông đảo khách đến tham quan và xem màn đấu mắt này đặc biệt là xem hai người này đứng gần nhau giống như một bức tranh được tạo nên bởi người họa sĩ tài hoa hai người đẹp không tì vết, như hai thiên thần, lấy cho tôi đi, nó quay sang nhìn cô bán kem nói không, lấy cho tôi đi, hắn cũng quay sang tranh giành à. Cô bán kem lấy tay chùi những giọt mồ hôi trên trán ghê hắn nói vậy, nó tức điên lên, móc trong túi ra chiếc thẻ dơ lên trước mặt cô bán kem, chiếc thẻ này là chiếc thẻ VIP có 102 chỉ có những người xây dựng công viên thì mới có chiếc thẻ này. Chiếc thẻ được cho là chứng minh chủ nhân của nó là chủ của một nơi họ đã xây dựng. Ngay cả bạn thân của nó và bạn thân của hắn cũng không có đâu. Đơn giản là họ không xây nên khu vui chơi này. Cô bán kem nhìn thấy chiếc thẻ đó thì lập tức hoảng hồn, định lấy kem cho nó thì hắn cũng dơ ra một chiếc thẻ giống y chang như vậy. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. A. À, anh định tranh giành với tôi đến cùng sao, nó tôi không tranh giành gì cả, hắn vậy anh ăn hương khác cũng được mà, nhường cho tôi đi, nó chắp hai tay lại cầu xin hắn không? Hành động của nó khiến hắn hơi mắc cười nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng ly kem sô-cô-la này bao nhiêu tiền, nó xoay sang cô bán kem dạ là 325.000 đờ ạ, à. vậy tôi trả 500.000 đờ cô có bán không? Nó hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lên hẳn, ánh mắt bắt đầu đỏ lên dạ sao ạ, à? cô bán kem ấp úng tôi trả 600.000 đờ, bán cho tôi, hắn tôi trả 700.000 đờ, nó tôi trả 1 triệu đờ, hắn tôi trả 2. Không không không, không 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 đờ, nó vừa lúc đó bạn thân của hắn và nó cũng chạy tới, có chuyện gì vây, Linh Nhi, nghe nó kể lại toàn bộ sự việc, sáu đứa ôm bụng cười. Nè, hai người trẻ con quá rồi đó, có một ly kem thôi mà làm quá, bảo lộc lên tiếng hớ, tại cô ta dành kem của tớ chứ bộ, hắn anh ta dành kem của tớ thì đúng hơn, nó ở đây còn hương gì vậy? Quốc Huy quay sang cô bán kem ơ, à, còn hương táo, hương vani, cô bán kem bị đơ trước vẻ đẹp của tụi hắn một lúc rồi cũng trả lời Duy Anh, mày ăn hương vani được không? Quốc Huy hỏi hắn không? hắn phán là cô ăn hương vani được chứ, Quốc Huy vẫn chưa biết tên nó không, nó cũng không vừa chết cha, giờ sao đây, Quốc Huy thư à, mày ăn vani đi nha. Đình đình thấy vẻ bối rối của Quốc Huy thì lên tiếng hỏi nó, im lặng hay, lấy một vani và một sô-cô-la, đình đình móc trong túi ra hai tờ 500.000 đờ đặt lên quầy khỏi thối. Đình đình nói tiếp cô bán kem đặt lên quầy hai ly kem, của quý khách, hẹn gặp lại nó đi ra khỏi quầy bán kem, tay vẫn cầm ly kem mà mặt thì hầm hầm, hai má phồng lên, vẻ mặt phụng phịu trông rất đáng yêu. Thấy thái độ của nó, Mai Trâm đứng bên cạnh nói, mày ăn đi, không chịu. Nó không thích à, không thích, ăn đi chứ, không ăn, cô ăn không, tôi cho ăn ké nè, hắn thấy thái độ của nó mới nói ăn ăn nói rồi nó há miệng ra chỉ nhỏ thôi nha hắn thấy hành động của nó thì khẽ cười mút một muỗng kem đưa vào miệng nó à thì hai đứa đút kem cho nhau ăn giữa đường luôn sáu người kia thấy hành động đó thì bất ngờ hai người đó mới gặp mà tại sao lại thân nhau đến vậy hai người đó đúng là không biết ngại quốc huy lên tiếng hai người đó giống nhau nhỉ Mai Trâm đúng vậy, chơi với hai người đó cứ như chơi với hai đứa trẻ vậy đó, Linh Nhi chính xác, bảo Lộc à đúng rồi, đó là Duy Anh sao chỉ hắn sao tôi là anh Tú, có thể gọi là Ken. Anh Tú tôi là Mai Trâm, Gen, Mai Trâm bắt tay anh Tú tôi là Bảo Lộc, có thể gọi là Kim, tôi là Linh Nhi, Jin, tôi là Đình Đình, gọi là Yun nhé, tôi là Quốc Huy, Yin. À còn đó là sao chỉ nó sao à đó là nhã thư, có thể gọi là Hana, Yun nhanh nhẹn hả, Hana, bọn hắn, trừ hắn, nghe đến cái tên Hana thì giật mình có chuyện gì sao, Hana làm sao à, tụi nó đồng thanh, trừ nó. À không có gì đâu, Ken xua tay, g. Há há, vậy là các NV đã làm quen được với nhau rồi đó các bạn. Sau này sẽ gọi bằng tên Kin, Jin, Ken, Zen, Yin, Yun, Yun luôn cho dễ nhớ nhé. Mong các bạn cho mình chút ý kiến để mình có động lực viết tiếp nha. Chương 3, B và G School, nghe chọn bộ tại Mê Chuyện audio com Từ bây giờ sẽ gọi bằng tên riêng luôn nhé. Anh Tú là Ken, Mai Trâm là Jen, Bảo Lộc là Kin, Linh Nhi là Jin, Quốc Huy là Yin, Đình Đình là Yun, nó là Hana và hắn là Ryan, còn có tên gọi khác là Sun nhưng mình nói hắn tên Ryan là tại vì tên này thường gọi hơn, Sun là tên của một người con gái khác đặt cho hắn, ai thì từ từ sẽ biết. Trừ 6 không không sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, những chú chim sơn ca và họa mi thi nhau hót líu lo trên các cành cây, bầu trời trong xanh, những đám mây chơi đùa cùng gió bay lơ lửng trên bầu trời ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng trong một căn biệt thự to lớn và sang trọng không kém gì tòa lâu đài, bên trong căn phòng ấy, có một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. Làn da trắng mịn màng, mái tóc xõa hơi rối vì nằm, sóng mũi cao, đôi môi bé nhỏ xinh xinh và đỏ hồng tự nhiên đang nằm trên chiếc giường rộng như giường của công chúa. Cô gái đó là nó. Bỗng, Giang, Giang. Reng, tiếng chuông báo thức vang lên nó đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ rồi uể oải bước xuống giường, đi làm VSCN, thay đồ. Nó bước ra trước gương nhìn mình khẽ gật đầu hài lòng, mặc dù trong miệng vẫn lẩm bẩm váy, hửm. Mà thôi cũng được, nhưng mà tóc để như vậy, xóa có nóng quá không ta? Nói rồi nó đi qua chiếc bàn trang điểm lấy chiếc nơ cột tóc cao lên, chiếc mái thưa cũng được kẹp sang một bên thành mái xéo. Trông nó lúc này thật giản dị nhưng lại rất đáng yêu. Miệng khẽ cười, như vậy là được rồi. Cạnh phòng nó là phòng của ba con bạn thân, đến bây giờ mà ba đứa vẫn còn nằm ngáy o o. Nó không vội đi vào phòng ba đứa kia ngay mà đi xuống phòng khách, người hầu trong nhà vô cùng ngạc nhiên vì sao hôm nay tiểu thư của họ dậy sớm quá, bình thường tới trưa cũng chưa chịu dậy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh họ cúi đầu chào chào buổi sáng thưa tiểu thư nó khẽ gật đầu cười rồi đi vào phòng bếp lấy một cái nồi và một cái giá vâng đây là dụng cụ để gọi ba con heo kia dậy nó xách dụng cụ lên phòng từng đứa đầu tiên là phòng của gen keng 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 nó lấy giá gõ vào nồi gen nhíu mày vì giấc ngủ ngon của mình đang bị phá nhưng rồi cũng lại chùm chăn mà ngủ tiếp Ken keng keng nó gõ tiếp lúc này nhỏ mới choàng tỉnh, bực dọc ngồi dậy nhìn mặt kẻ phá giấc ngủ của mình, định mắng cho người đó một trận nhưng thấy nó thì lại nuốt ngược trở vô, gen hỏi. Sao hôm nay mày dậy sớm thế, tao dậy sớm thì mày sẽ chết à, nhanh lên, hôm nay đi học đó, ở ờ, ha, tao quên, gen gãi đầu ừ, nó đi ra khỏi phòng, gen cũng chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN. Tiếp đến là phòng của Yun. Nó cũng đi vào gõ nồi như lúc nãy, Yun bực mình, con quỷ, mày để tao ngủ yên không được à, vậy thì mày cứ ngủ tiếp đi, nhưng tao nói trước, mày sắp trễ học rồi đó. Cái gì? Mày nói vậy là sao? Cô vẫn chưa nhớ ra là hôm nay đi học không biết, ngủ ngon nhá. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì Yun nằm phịch xuống giường, trễ học. Trễ học? Á, à. Đình Đình lúc này mới nhớ ra cuối cùng là phòng của Jin, nó vẫn bước vào và thực hiện công việc cũ đó là gõ nồi. Jin mặc dù nghe nhưng vẫn cố ngủ tiếp, nó cứ gõ tiếp, cô vẫn chùm chăn mà ngủ, đến lần thứ ba, chịu hết nổi, mai châm bật dậy, nè con kia. Jin chưa kịp nói hết thì nghe được một cái, dầm, đó là tiếng đóng cửa của nó gì vậy trời, Jin vẫn còn đơ đi học, nó hé cửa nói rồi lại đóng cửa lại cái, dầm, má ơi việc nó nói bất ngờ và việc đóng cửa của nó khiến Jin giật mình nó bước xuống phòng bếp, để cái nồi và cái giá về chỗ cũ rồi ngồi vào bàn ăn, đợi ba đứa bạn thân yêu mến. Chưa đầy 5 phút sau, cả ba đã có mặt ở phòng ăn, ngồi vào vị trí của mình. Gen búi gọn lên và để mái ngang, Yun cũng búi nhưng búi nghiêng một bên, để mái thưa, Jin xóa hoàn toàn, để mái xéo. À quên giới thiệu một chút về đồng phục nhé áo sơ mi có cà vạt sọc ca rô đỏ đen, tay áo ngắn có viền, váy cùng màu với cà vạt, ngoài ra thì có thêm một cái áo khoác ngoài màu đỏ sậm. Bên tay áo phải có logo của trường, hình ngọn lửa và đôi cánh. Ngực trái có phù hiệu, phù hiệu của tụi nó có chữ A màu vàng quay lại với tụi nó, ăn xong, bốn đứa bốn chiếc Lamborghini trắng bóng loáng đi đến trường, đậu xe vào bãi tụi nó bước xuống, bao ánh mắt nhìn tụi nó, khen ngợi có, khen tị có, ngưỡng mộ có và ganh ghét cũng có. Tụi nó vừa đi vào sân trường thì từ ngoài cổng trường cũng có bốn chiếc Lamborghini đen bóng loáng khác đậu vào bãi, bước xuống và cũng như tụi nó, đủ ánh mắt nhìn bốn chàng trai trên xe bước xuống bọn nó không để ý nên đi thẳng vào trường. Ngồi trường có bốn khu lớp học, khu A, khu B, khu 100, khu D. Khu A dành cho những học sinh quý tộc, tiểu thư công tử danh giá học, khu B dành cho những học sinh có gia đình khá giả nhưng không đủ điểm để vào khu A. Khu 100 dành cho những học sinh được nhận học bổng toàn phần, khu 500 dành cho những học sinh được nhận học bổng suýt soát, tưởng cô thể vào nhưng cuối cùng lại vào được. Có hai khu ăn, khu một là căn tin, khu hai là nhà ăn. Có bốn cái hồ bơi và những phòng chức năng khác. Tụi nó và tụi hắn được vào thẳng khu A, lý do là gia đình giàu có, hơn nữa, số điểm lại tuyệt đối lại còn nằm trong top 10 người đứng đầu thừa kế 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Đó là BNG Boy and Girl ngôi trường danh giá quý tộc hiện đại với học phí hơn cả tỷ triệu một tháng. chương 4, gặp lại Thanh Mai Trúc Mã. Nghe chọn bộ tại mê audio com Khi đi vào trường, tụi nó bỗng sực nhớ, ê tụi bay, mình học lớp nào, gen không biết. Jin lắc đầu hay đi tìm cái phòng hiệu trưởng hỏi đi, à đúng rồi, chị Anna đang đợi đó, nó ở hén, Yun đập tay thế là cả bọn kéo nhau đi tìm cái phòng được gọi là phòng hiệu trưởng, nhưng cái trường quái quỷ này rộng kinh, tụi nó đi muốn rớt cái chân mà cũng chẳng thấy cái phòng hiệu trưởng đâu. Hyun đang loay hoay nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới thì thấy cái bảng đề chữ, phòng hiệu trưởng, gần cuối lối đi, ê, phòng hiệu trưởng kia. Hyun la lên ôi trời, ai đời mà đi xây cái phòng hiệu trưởng tuốt trong góc vậy trời, nó há hốc tụi mình đi qua đây ba lần rồi đó, Gen vậy mới nói. Cả bọn đồng thanh ngưng nói chuyện, tụi nó đi đến phòng hiệu trưởng, nó nhanh chân đạp văng cái cửa làm cái cửa gãy làm đôi nè mấy nhóc không đi vào tử tế được hay sao mà phải hành hạ cái cửa vậy tội nghiệp nó lắm người con trai đẹp tựa thiên thần ngồi trong phòng đặt tách trà xuống lúc nãy nó làm anh mém sặt trà tụi nó thấy anh này thì đơ luôn cô phải tại đẹp đâu nha lý do vì sao thì các bạn sẽ được biết ngay thôi sao vậy đơ à người con gái xinh đẹp không kém tụi nó cũng bỏ điện thoại xuống bước lại chỗ tụi nó chị anna đây là em không mơ chứ nó hỏi cô gái đó mắt vẫn không rời khỏi người con trai trước mặt nè em ngốc thật đấy đó là jean đấy em quên rồi sao anna cô gái đó véo má nó không em không quên anh jean là anh thật sao nó rừng rừng nước mắt hai mới đi có ba năm thôi mà đã quên người ta rồi ngoan đừng khóc nữa nha ngoan anh thương Jin đứng dậy, nãy giờ vẫn ngồi, đi lại chỗ nó ôm nó vào lòng, xoa đầu vỗ lưng nó, Hana nhớ anh lắm, anh đi đâu mà bỏ Hana một mình vậy hả? Nó đánh vào ngực Jin thôi thôi, lớn rồi mà cứ mè nheo với anh nè, Jin cười khúc khích hứ, hốc chơi với Jin nữa đâu, nó giả bộ hờn dỗi như nhớ ra gì đó, nó hỏi, hai em đâu? Không về với anh à? ừ tự nhiên Hana về đây đẩy cho nó một đống công việc hình như nó còn mấy cái hợp đồng gì ấy chưa xử lý xong bây giờ chắc nó đang ngồi ngậm ngùi làm việc mà trong lòng thì thầm rủa em đó nếu xong sớm thì chắc hai tuần nữa nó về à tại Ba Ma bắt Hana về chứ bộ tự nhiên bị hai rủa oan nó phồng má ha ha ba đứa kia lúc này bỗng choàng tỉnh Yun chạy lại ôm Jin hai à, hai về lúc nào vậy, sao không gọi tụi em ra đón, Yun? Không sai, Jin chính là anh trai ruột của Yun anh mới về tối hôm qua thôi, một giờ đêm ấy. Mà cũng buồn thiệt nha, vừa về tới mà đã phải ngủ bụi ngoài khách sạn rồi, Jin nói với vẻ mặt hết sức đáng thương, hả, cả bọn đơ toàn tập hả gì? một giờ đêm cả nhà đang yên giấc lành phải hôn còn anh phải ra ngoài ngủ hu hu ôi cái số tôi jin ôm mặt giả vờ khóc sao không kêu mở cửa yun có kêu mà có ai nghe đâu jin nói với cái vẻ mặt rất chi là ngây thơ kêu bằng cách nào nó nhếch môi đã sớm đoán ra sự việc thì la lên chứ sao jin lại bộ mặt ngây thơ vô số tội la lên anh khùng hả, giờ đó mà LA lên thì AI mà nghe, à chắc có mấy con chó ngoài đường nó nghe đó, sao không gọi điện thoại hay dùng cách khác, Yun thay đổi 180 độ quát lớn điện thoại. Đang ngủ mà gọi điện thoại thì cũng chẳng có AI nghe cả, em quên là cái nhà họ Dương này có cái tật mỗi lần ngủ là ngủ say như chết à. Còn cách khác, cái cách mà em nói ấy, lấy đâu ra, cái nhà không có chuông cửa, chuông đâu mà bấm, à mà bấm thì cũng có ai ai nghe không, gìn cũng không vừa à quên. Yun gãi đầu hai, kêu gắn cái chuông cửa lên đi, nhà gì mà không có chuông có chuông cửa là sao? Nó thở dài ốc Yun móc điện thoại ra, lướt danh bạ liên tục rồi bấm gọi ba à, cho gắn cái chuông cửa lên đi, nhà không có chuông cửa, hai la kìa, Yun, dạ, tối qua, một giờ đêm. Dạ, dạ, cúp điện thoại biết ngay mà, vậy là báo hại anh phải ngủ bụi ở khách sạn luôn đó, thấy chưa? Jin thở vì đã dùng hết sức cho cuộc cãi lộn vừa rồi ngờ tới nghe lui cái từ ngủ bụi của Jin làm nó tức điên lên, hai anh em các người, hễ gặp nhau là cãi nhau là sao? không thể để cho cái trái đất này yên ổn dù chỉ một chút à, còn anh, có ai ai ngủ bụi mà lại đi ngủ khách sạn như anh không hả, nó tuông một chàng thôi thôi, anh xin lỗi được chưa, bớt giận, bớt giận. Jin thấy thái độ của nó thì hoàng hồn, Jin rất sợ làm cho nó nổi giận hư, tha cho anh, nó khoanh tay ra dáng đàn chị ha ha, trẻ con thật. À còn hai cô nàng kia là Jin và gen phải không, lại đây anh ôm cái nào, Jin Jin và gen nhìn nhau cười tươi, chạy lại cho Jin ôm. Mấy đứa này, càng lớn càng sinh nha, số đo ba vòng cũng tăng lên rồi này, Jin vừa dứt câu thì lập tức có bốn cú đá từ tụi nó dáng lên người Jin, cho chừa cái tật tụi nó đồng thanh thôi nào mấy đứa, phòng hiệu trưởng bị mấy đứa làm loạn hết rồi đấy, Anna vỗ tay dạ tụi em xin lỗi, tụi nó cúi đầu đồng thanh thôi mấy đứa về lớp đi, lớp 10A1 ấy, Anna dạ. Còn cậu ở lại làm chủ tịch hội học sinh cho tôi, Anna chỉ vào Jin và phán hả sao em lại phải làm chủ tịch hội học sinh? Jin tại cái trường này kiếm đâu ra nhiều hot boy quá nên mấy đứa nữ sinh nó cứ nháo nhào lên, hơn nữa bây giờ cậu lại vào đây học nữa chứ, muốn cái trường này thành cái chợ à? Vậy nên, cậu, phải làm chủ tịch hội học sinh để quản lý đám nữ sinh cho tôi, hả? Sao có mình em chịu trận vậy, Jin bất mãn gì nữa, bây giờ có làm không? Anna giờ nắm đấm trước mặt Jin hâm dọa dạ, em làm. GTNV, Dương Đình Phong 18T Jin bạn thân của anh nó, con trai trưởng của tập đoàn The Sunflower. Luôn tỏ ra sát gái nhưng thật ra anh rất nghiêm túc và lạnh lùng. Dù là anh trai của Yun nhưng thương nó hơn Yun một chút nhưng vẫn rất thương Yun, sợ nhất mỗi khi nó nổi giận, thanh mai trúc mã của tụi nó, Hồng Hạ Nhi 20 T Anna. Chị họ của nó, đàn chị của Jin. Tính cách điềm đạm, điềm tĩnh, chỉ dơ nắm đấm khi cần thiết hiệu trưởng học viện B và G. T. G. Chép này hơi nhiều lời thoại, xin lỗi các bạn nhé chép sau mình sẽ tả nhiều hơn. chương 5. Sử tên hám gái. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Về phần tụi nó, sau khi hội ngộ ông anh chi kỷ thì tụi nó lại phải tiếp tục lết xác đi kiếm cái lớp 10A1. Mặc dù không biết đường xá ở đây nhưng bốn đứa vẫn cứ ngẩng cao đầu mà đi tìm đi một hồi nó mới lên tiếng sao lúc nãy không hỏi chị anna luôn cho rồi ừ đúng rồi á mà ba ma có cần phô trương quá như vậy cô xây chi cái trường to đùng rốt cuộc lại hại chính đứa con gái cưng của họ gen lên tiếng này mày nghiện chuyện tranh quá rồi á jin thao thấy nó nói cũng đúng á à tao có cách rồi nè yun mắt sáng giữa cách gì mày làm lẹ đi tụi tao sắp chết tới nơi rồi này nó từ từ trước, coi tao nè. Yun hết bĩu môi rồi lại tự đắc dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào ngự Queen nhanh nhẹn chạy đến chỗ một đứa con trai tóc đỏ trông có vẻ như dân ăn chơi, dịu dàng hỏi. Anh à, anh có thể chỉ cho em đường đến lớp 10A10 ạ, à? vâng, kế hoạch của nhỏ là đây, dùng chiêu, mỹ nhân kế bình thường những đứa con trai khác nếu thấy Yun như vậy thì sẽ chảy nước dãi và ngoan ngoãn chỉ đường nhưng thằng này lại không thế còn nhìn Yun với ánh mắt thèm thường nói anh không biết anh cũng là ma mới như em thôi à mà trông cô em cũng sinh ra phết nhỉ tối nay đi chơi với anh nhá Yun ngạc nhiên thằng này không bị chiêu mỹ nhân kế của cô động chạm ư đúng là chuyện hiếm có à nha nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yun Gen và Jin còn nó thì từ nãy giờ đã thấy ngứa mắt với cái tên này rồi nó thầm đánh giá tóc đỏ mắt đỏ sẫm còn lộ vẻ cô chân thật quần áo sộc sạch nhìn là biết dân ăn chơi lêu lồng mà xưa nay nó cực ghét những tên hay lăng nhăng lêu lồng nói tóm lại đây là hạng người không tốt đẹp nhưng đôi mắt cô khẽ dừng lại ở cái phù hiệu có chữ a nó nhếch môi khinh bỉ hạng người như cậu ta mà có thể vào được khu a ư được thôi, để xem gia đình cậu ta có quyền lực cỡ nào. Nó bước lên phía trước và đẩy Yun ra đằng sau không quên phán một cụm từ, "Để tao." Nó nói xong thì nhận được một cái trề môi của Yun, cô đang định chơi với cái thằng gan to bằng trời này tại dám sỉ nhục cô đó mà thêm một lúc nữa, nhưng đại tỷ. Đã lên tiếng thì đành lui xuống vậy, lý do tại sao kêu nó là đại tỷ thì Tizi nói sau nhé. Nó mỉm cười thật tươi anh à, em thấy anh cũng đẹp trai lắm, chồng cũng giàu có nữa, anh có thể cho em biết nhà anh là tập đoàn giàu có nào không, nó nói như thật làm cho ai cũng tin, tên đó nghe vậy liền mừng thầm nghĩ. Ha ha, mình như vậy thì em nào mà không mê chứ, đẹp trai, con nhà giàu, do chưa gặp bọn hắn thôi, bây giờ lại cua được một em xinh như vậy, chà chà, lần này coi bộ ngon à. Thấy em xinh xắn như vậy thì anh sẽ quen em lâu hơn mấy nhỏ kia một chút, thôi thì quen bao giờ là ok." Kết thúc dòng suy nghĩ, tên đó nói. "Chẳng giấu gì cưng, nhà anh đây là tập đoàn may đấy, quen anh đi anh sẽ chiếu cố cho vài phần." Tên đó hất tóc nó nghe vậy liền khẽ nhếch môi, thì ra chỉ là một cái tập đoàn nhỏ xíu xiu trong chi nhánh nhà nó thôi, vậy mà cũng tự đắc gớm. "Chiếu cố? Chiếu cố cái khỉ gì?" Oppa à, anh không nghĩ tập đoàn nhà anh sẽ bị phá sản ngay bây giờ ư? Đứng khoanh tay trước ngực, nó nhìn tên đó với vẻ mặt tự đắc vô cùng tên đó sau khi nghe câu nói đó từ miệng nó chẳng những không sợ mà còn dở giọng điệu nghe đáng ghét vô cùng. Tại tụi nó kiềm chế tốt chứ gặp người khác là chắc giờ này tên kia đã bị người ta chuẩn bị, đem lên lò nướng, tới nơi luôn rồi, cô em, đừng có nói như thế chứ, con gái thì nên dịu dàng, chù ẻo là không tốt đâu, tôi không chù ẻo mà tập đoàn anh sẽ bị phá sản ngay bây giờ đấy." Nó nhếch môi, thật là, nói chuyện với tên này cô phải nhếch môi nhiều lần quá. Lời nói đi liền với hành động, nó móc điện thoại ra, bấm số rồi đưa lên tai và phán một câu xanh rơn. Giải quyết cái tập đoàn may đi, cắt mọi hợp đồng và cho họ ra đường ở ngay luôn nhé, à mà thôi, kiếm đại cái công việc gì đó cho hai ông bà đó làm, như bán hủ tiếu gõ chẳng hạn. Nghe xong câu đó cả đám phì cười, bán hủ tiếu gõ sao, thật thú vị nha, tin không nhóc, tập đoàn nhà nhóc sắp bị phá sản rồi, mau tạm biệt ngôi trường này đi, nhóc còn 5S. Nó ha ha, mấy người nghĩ sao? Giang, Giang danh tên kia chưa kịp nói xong điện thoại đã reo lên đầu dây bên kia cái gì phá sản á sao lại vậy cậu ta hoảng hốt tụi nó đã sớm rồi đi trên đường đi nè định hỏi đường thôi mà làm như vậy có ác quá không jin hỏi cô đâu lúc đầu tao cũng bỏ qua vì con yun định hỏi đường về lớp cho cả bọn nhưng nhìn tên đó tao thấy ngứa mắt người như vậy cô xứng đáng học ở trường của ba tao nó điềm tĩnh nè có ba tao góp nữa chứ bộ, ba đứa kia đồng thanh biết rồi mà mấy bà chị, mà tao thấy làm vậy hơi tội nghiệp cho hai ông bà đó á, à, gen tội nghiệp. Mày đừng trong mặt mà bắt hình rong. Hai người đó tao xử vậy là đúng, mày cô nghĩ thằng con trai như vậy là do bố mẹ nó dạy dỗ sao, cùng một nhà. Và lại lần trước tao ký hợp đồng với hai ông bà, thấy đi si bộ mặt thật luôn, tham lam vô cùng, mà thôi, đi kiếm đường về lớp kia cả bọn giật mình, cô lẽ tụi nó dính hoài cái vòng vây này, cô buông sao trời